con đường về quê mà vắng bóng mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng quà tặng tin mừng thứ ba sau Chủ nhật 29 thường niên. Về quê, linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, giáo phận Ban Mê Thuột. Tôi đã khóc khi xem clip bản nhạc Về quê con ơi của nhạc sĩ Quốc Vũ, và cũng là người trình bày dựa trên ý bài thơ Cố lên con của nhà giáo Nguyễn Khắc Ân. Qua giọng ca không chuyên của một trung niên toát lên nhiều nét rất thật của kiếp người. Cố lên con, sắp tới quê rồi, chỉ hơn ngàn cây số nữa thôi. Về quê ta tắm sữa mẹ hiền. Chuyện thật tưởng chừng như bịa trên quê nhà Việt Nam mới đây thôi. Trong một xóm trọ ở Sài Gòn, một đêm nọ, các cư dân tỉnh xa, hầu hết chung kiếp bán sức lao công để nuôi sống mình và người thân quê nhà, đều tất bật dọn dẹp hành lý như cho một kỳ di tản hay một lần chuyển nhà trọ. Cái sự lạ là hầu hết chứ không phải một vài người, một vài gia đình. Lý do là đây, 4 tháng bị cách ly về tình hình dịch bệnh, khốn khổ tư bề không chỉ vì thất nghiệp, mất thu nhập mà còn vì quá căng thẳng và hoang mang trước nhiều kiểu cách chống dịch vừa thiếu khoa học vừa thiếu tình người. Họ mang mặc cảm bị bỏ rơi vì là thành phần xa lạ. Nay bỗng có tin, đúng 0 giờ ngày tháng 5 2021, thành phố mở chốt cho người dân các tỉnh ngoài được trở về quê nhà. Ngỡ rằng chỉ xóm mình là sẵn sàng và sẽ là nhóm trước tiên ra khỏi thành phố. Ngờ đâu vừa tới chốt chặn thì cả rừng xe Honda đến cả vài ngàn chiếc. Mình đã sẵn sàng, tỉnh thức đến đúng 0 giờ thế mà vẫn là kẻ đi sau. Quê nhà, trong cảnh lao đao khốn khó chúng ta mới thấu hiểu, quê nhà mới thực là vùng trời bình yên. Dù đói dù no thì luôn có đó những cánh tay, những tấm lòng cảm thông đỡ nâng chia sẻ. Một ca từ của nhạc sĩ Trần Tiến nói lên hiện thực này. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tin mừng ngày thứ ba sau Chủ nhật 29 thường niên, tường thuật lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ, và chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn. Một chi tiết xem ra quá nghịch thường trong dụ ngôn những người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, đó là khi chủ về mà thấy họ đang tỉnh thức thì chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Chi tiết lạ thường này là trọng tâm của lời mặc khải. Thiên Chúa luôn đón chờ các tạo vật vốn là hình ảnh của Ngài để trở về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Sinh ký tử quy, sống gửi thác về,
Cố nhạc sĩ họ Trịnh đã từng ngân nga: cuộc đời là một cõi đi về, trần gian chỉ là quán trọ. Kitô hữu tuyên xưng có sự sống đời đời, trong kiếp lữ hành thì quê hương mỗi người chỉ một. Nhưng nước trời mới thực là quê hương của mọi người. Thế mà sao chúng ta cứ mãi vấn vương cõi tạm này? Những thiện hảo ở đời này quả là tốt đẹp, và thần dữ đã tinh khôn sử dụng chúng để trói chặt lòng trí chúng ta, khiến chúng ta thật khó sẵn sàng tỉnh thức để đón nhận phúc thật thường tồn. Có những hoàn cảnh xem ra là thiếu may mắn, thậm chí là khốn cùng. Chẳng hạn lâm cơn bệnh tật nan y lâu dài, hoặc sức khỏe cạn dần khi tuổi đời tăng cao. Thế nhưng những hoàn cảnh ấy đã trở thành dịp tốt, vận may cho nhiều người để nghĩ đến quê hương vĩnh hằng, để rồi không chỉ tỉnh thức mà còn sẵn sàng, nghĩa là chuẩn bị hành trang ra đi, đi về quê thật. Là Kitô hữu dưới ánh sáng của lời mặc khải, ước gì chúng ta có được chút xác tín rằng Thiên Chúa là Cha toàn năng đang chờ đón chúng ta. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Thiên Chúa không hề dè sẻn tình thương, ân lộc. Tuy nhiên, để có thể đón nhận ân ban thì phải biết gắn bó thiết thân với Ngài bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện là cách thế củng cố đức tin hữu hiệu. Lex orandi, lex credendi. The way we pray leads to the way we believe. Kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng trí của ngươi ở đó. Xin hãy một lần thành thật trả lời: kho tàng quý nhất của tôi ở đâu? Quê hương vĩnh hằng của tôi ở đâu? Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, giáo phận Ban Mê Thuột. Hẹn gặp lại.